Mẹ chỉ biết ông Hồ cho con nữa không biết. À, ông Hồ với ông Nhận. Ừ. Chồng bà Nhận. Ồ, rồi. Ông Nhận hoạt động ghê lắm mà rồi nó có giàu mà rồi thì nó ghét, nó cứ vu cho. Thấy nghe bảo mấy năm nào bà được được hưởng cái gì của ông mấy chục triệu vì ông hoạt động cách mạng nữa. Đấy. Chắc có đâu 50 triệu đâu đời nào cũng giàu. Là bà nhận được lĩnh.